hôm nay chúng ta nói về một số con cổ phiếu ở đáy cho các bạn chúng ta nói rất nhiều về cổ phiếu vượt đỉnh rồi mọi người đều biết là mình rất thích các cổ phiếu vượt đỉnh mọi người hãy mua cổ phiếu vượt đỉnh để nó có thể tăng trưởng cao hơn nữa thế nhưng mà thực tế ngoài kia thì lại có rất nhiều cổ phiếu nó đang test đáy hôm nay chúng ta nói về đáy một chút một con ví dụ đi VRE nếu mà chúng ta nối cái đáy của nó cuối năm 2023 và chúng ta nối qua cái giai đoạn đầu năm 2024 chúng ta nối đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là giá của nó đang dao động quanh vùng đáy ở vùng 22 và nó không hề có tín hiệu đảo chiều. Nó chưa hề xuất hiện bất kỳ một cái tín hiệu đảo chiều nào mạnh ở cái vùng 22 này cả. Rõ ràng là một cổ phiếu đang test đáy đúng không? Thì khi mà nói về đáy thì cái đầu tiên mà người ta sẽ nói là về giá trị. Ở à ngoài kia có rất nhiều người nói câu chuyện là cổ phiếu nó đã rẻ rồi. Và người ta thích mua những cái cổ phiếu rẻ như thế này. Rẻ hay không thì mình không biết, nhưng mà với mình thì quan điểm về phân tích kỹ thuật nó không có từ rẻ. Khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật về một cổ phiếu cái duy nhất về giá mà chúng ta quan tâm đó là giá cổ phiếu và cái giá đấy là giá tăng hay giá giảm chứ nó không phải là giá trị là giá trị nó không có trong phân tích kỹ thuật thế nên nếu mà bạn phân tích kỹ thuật mà bạn ra cái từ rẻ thì là bạn phân tích sai rồi cái tư duy bạn phải rạch ròi nhé nếu mà giá đang trong cái xuống giảm ấy, thì nó có khả năng là nó sẽ giảm thêm nữa nếu mà giá đang trong xuống tăng nó có khả năng nó sẽ tăng hơn nữa chứ còn rẻ là phải nói về giá trị của cổ phiếu khi nói về giá trị cổ phiếu chúng ta sẽ không tiếp cận theo cái hướng đi của hành động giá như thế này đâu chúng ta phải bắt đầu từ doanh nghiệp chúng ta phải phân tích được xem là cái doanh nghiệp đấy nó đang có giá trị như thế nào cái khả năng tạo ra doanh thu lợi nhuận của nó trong tương lai ra làm sao cái giá trị doanh thu lợi nhuận đấy nếu chúng ta chiết khấu về cái mức hiện tại thì nó là đạt đến tầm giá trị là bao nhiêu đấy, xong rồi chúng ta tính toán ra cho so sánh cái giá trị đó với cả giá cổ phiếu hiện tại thì chúng ta mới biết được là đắt hay rẻ có nghĩa là phải tiếp cận từ cái giá trị của doanh nghiệp còn nếu bạn nhìn đồ thị mà bạn phân tích vào cái giá trị thì bạn sai rồi đấy là cái rõ ràng đầu tiên nhé phân tích kỹ thuật thì nó không có từ rẻ cái số 2 là ý tưởng mua các cổ phiếu ở đáy này thực ra gọi là đáy chúng ta đã gọi sai rồi đấy. tại vì đáy thì nó chỉ có khi cổ phiếu đã hồi lên thôi chứ bây giờ nó vẫn đang có áp lực bán quá trời như này tích lũy giá thì dưới mười hai mươi áp lực bán thì vẫn gia tăng nên chỗ này chưa chắc đã đã, đã đáy nó là đáy cũ luôn. chứ nó không phải là đáy hiện tại liệu chúng ta có nên mua ở cái vùng giá thấp này hay không đúng không thực ra thì mua ở cái vùng giá này đôi khi là lợi nhuận nó còn cao hơn so với cả việc chúng ta mua cổ phiếu vượt đỉnh cơ thì rõ ràng là nếu mà cái con này nó tăng lên mà nó vượt đỉnh thì chúng ta còn ăn thêm được cả cái đoạn từ cái vùng giá thấp này nên cái vùng đỉnh cũ cơ, sao nó còn vượt đỉnh nữa cơ? Đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Thực tế thì có rất là nhiều người mua ở trên đà giảm. Ví dụ chúng ta có một nghìn nhà đầu tư mua giả rích trên cái đà giảm này, chúng ta có 100 ông mua ở đây, chúng ta có 100 ông mua tiếp ở chỗ này. Mặc dù tín hiệu rất xấu, đó, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có người mua ở những cái cây giảm sàn này. Mình biết rất nhiều người có thói quen là cứ sàn là mang đặt giá sàn để khớp. Mặc dù không cần quan tâm là ngày mai nó có sàn tiếp hay không, cứ mua được giá thấp nhất ngày hôm nay đã sướng đúng không? nếu mà cuối phiên nó hồi lên trần biết đâu ăn được 14 của cái cổ phiếu một phiên gáy tung trời luôn nhưng mà số lượng người thành công ấy, thì có thể ngang với cả tỷ lệ bị sẽ đánh 100 ông nữa mua ở đây và chắc chắn là sẽ có rất nhiều trăm ông mua giả dích ở trong cái giai đoạn mà nó nhập nhằng đáy đủng lên xuống thế này hô lên hô xuống liên tục hô tạo đáy liên tục đó và cuối cùng nếu nó có đáy ở chỗ này nếu ngày mai cái con này nó hồi thẳng lên tăng thẳng đứng dựng ngược như thế này sẽ có khoảng 100 ông còn lại mua đúng ở cái chỗ này và chúng ta chắc chắn là sẽ nghe 100 cái ông mua chúng ở cái chỗ thấp nhất này này các ông cái tung trời nào là cái phương pháp của tôi giao dịch cho tối ưu ra làm sao nào là tôi giỏi nhận định cổ phiếu tôi tìm điểm mua tốt như thế nào Đấy, và 900 ông mà đã mua giả dích ở trên cái đà giảm này, này người ta sẽ không nói gì được người ta bị kẹp hàng trong tương lai thì không biết là họ có về được cái vùng giá vốn hay không không biết là họ đã cắt lỗ hay chưa họ có cháy mực riêng hay không chúng ta không biết được chúng ta chỉ nghe được đúng cái ý kiến của một trong bắt đúng đáy thôi cái này trong tâm lý học thì người ta gọi là thiên kiến kẻ sống sót chúng ta sẽ chỉ nghe được ý kiến của cái người sống sót thôi còn những cái người mà người ta không sống sót thì chúng ta không nghe được ý kiến thế nên nếu mà bạn mua theo cái phương pháp giá xuống ấy bạn mua giá rẻ ấy, nếu bạn may mắn bạn sẽ mua trúng ở cái giá thấp nhất này nếu bạn không may thì bạn sẽ mua giả dích trên cái đà giảm như này và bạn sẽ không có quyền có ý kiến gì cả mình không có ý chê bai những cái người mà đi theo phương pháp mua giá xuống mình cũng không có ý chê bai những người mà đi theo cái phương pháp tích sản đều đặn vì với mình thì hai cái phương pháp đấy nó hạng bét không xứng đáng để mà mình chê bai cơ nhưng mà ngoài kia có rất nhiều người làm như vậy mình mong mọi người nếu mà đã bỏ thời gian đã xem video đến cái thời điểm này mọi người không làm như vậy vì cái phương pháp mua đấy nó trả dựa theo bất kỳ một cái logic một cái tư duy đầu tư đúng đắn nào cả nó là phương pháp liều nó là phương pháp bừa và tất nhiên là chúng ta liều sẽ có kết quả ở đâu đó thôi thế nhưng mà nó sẽ không giúp ích gì cho cái việc bạn đầu tư giỏi hơn cả càng ngày bạn sẽ càng liều hơn thôi và mọi người đều biết kết cục của những ông thích cờ bạc rồi đấy. mình làm cái video này ngày hôm nay khi mà con VRE nó ở giá 22 và mình vẫn tiếp tục khuyên những người mà nếu có chót mua VRE ở giá bên trên các bạn nên bán vì tín hiệu của nó đang rất xấu khi mà index nó đang hồi phục nó có khả năng nhập nhằng index vừa được đỉnh thì cái con này vẫn đang test đáy giá của nó tích lũy dưới 120 áp lực bán của nó vẫn gia tăng để mình chấp nhận rủi ro là nếu mà ngày mai nó trần nếu mà mấy phiên nữa nó trần và các bạn mua đúng đáy ở chỗ này các bạn sẽ quay lại chửi mặt mình các bạn bảo là ông phân tích đếch biết cái gì cả thế nhưng đấy không phải là việc mình quan tâm cái mà chúng ta quan tâm là phương pháp đúng đắn nếu mà các bạn cứ giữ cái tư duy mua trên đà giảm nếu mà các bạn cứ giữ cái tư duy bắt đáy một cách điều lĩnh khi mà nó chưa có tín hiệu rõ ràng thì các bạn đầu tư không bao giờ có hiệu quả cả còn nếu mà ngày mai nó trần nếu mà trần đủ tín hiệu đấy sẽ là một cái phân tích khác vì ít nhất là nó còn có tín hiệu đấy còn có kỳ vọng để bắt đáy còn ngày hôm nay nó chả có tín hiệu gì để chúng ta kỳ vọng ngày mai nó trần cả tất cả là may mắn hết nên là khuyên mọi người những cái cổ phiếu như này mọi người nên tránh xa rất nhiều cổ phiếu trên thị trường nó đang diễn biến giá giống giống những con này, này. VRE này, Vinamilk này, cả con tin hôm nữa, hôm trước tự nhiên thấy mấy ông nào hô bắt đáy ở giá 40 quá trời, mình bảo là ô con này vừa gãy chen tích lũy xong, giá giảm quá trời, là giảm áp lực bán thì cứ tăng dần, Rồi càng ngày càng có đáy thấp hơn. Không hiểu là lấy cái tư duy gì để cứ hô đáy ở chỗ này, tại vì là họ không phân tích được, cái lý do duy nhất để mua là vì nó rẻ hơn so với cả cái vùng giá bên trên. Nếu mà bạn mua cổ phiếu vì giá nó rẻ, thì khi giá nó rẻ hơn, bạn sẽ không biết làm như thế nào cả. Còn nếu mà cãi cùn bảo là tôi mua giá này trước sau gì nó cũng hồi, thì phân tích nó chả có ý nghĩa gì cả nên là mọi người hãy lựa chọn phương pháp đầu tư đúng đắn nhé ngoài ra thì như đã hứa với mọi người từ đầu năm thì mình đã bắt đầu mở đăng ký cái khóa học về phân tích kỹ thuật của mình đây là khóa học về phân tích kỹ thuật không phải khóa học đầu tư chứng khoán không phải khóa học làm giàu chúng ta chỉ học về phân tích kỹ thuật để áp dụng vào đầu tư chứng khoán ở việt nam thôi nên là nếu mà bạn quan tâm đến cái khóa học của mình bạn có thể đăng ký vào cái link khóa học tìm kiếm cái link ở đâu thì mọi người biết rồi đúng không khóa này sẽ diễn ra vào đầu tháng bảy nhé